Trên quan điểm của bác sĩ, thực ra khi mà mình đi làm mà nhận lương á, rất là dễ. Dễ hơn khi mình tự trụ một mình, bởi vì lúc đó trên vai của mình sẽ nặng hơn rất là nhiều. Và nhiều người cứ tưởng là ra làm một clinic riêng đó rất là dễ. Thực ra không có phải, nó là hai chuyện khác nhau. Là khi mà mình bước ra mình làm riêng, mình có một cái cơ sở trị liệu riêng đó, không có chỉ là bác sĩ nữa, và mình sẽ phải học thêm rất là nhiều điều. Bác sĩ sẽ bắt đầu chia sẻ từng cái điều nhỏ hơn trong đó để các bạn cùng hình dung xem. Một á, là mình không có hài lòng về những cái cơ sở trị liệu mà mình đã từng đi qua. Không hài lòng ở đây không có phải là tuyệt đối, cũng sẽ có nơi rất là tốt nhưng mà đường mặt này sẽ mất mặt kia. Giả sử như mình muốn sàn cái loại thuốc gì đó nhưng mà người ta không có nhập vào cái chỗ đó, bởi vì chi phí, bởi vì họ không biết chẳng hạn, và mình phụ thuộc vào người khác, thì chắc chắn cái kết quả mà mình kỳ vọng á, nó sẽ không có đạt. Nên khi mà mình mở ra đó, mình được toàn quyền nhập cái loại thuốc mà mình mong muốn, nhập cái loại mà mình nghĩ là tốt nhất trong cái tầm hiểu biết của mình cho khách hàng của mình, để đạt được cái kết quả mà mình mong muốn đó. Cho nên bác sĩ mở clinic. Hai á, là mình thử thách với bản thân của mình, bởi vì mỗi một lần mở clinic cũng giống như các anh chị ngoài kia mở cơ sở làm ăn thôi, nó là khởi nghiệp. Mà khi đã khởi nghiệp có rất là nhiều cái chi phí, rất là nhiều cái gánh vác. Nếu như mình vượt qua được thì mình đã chiến thắng bản thân mình thôi. Còn đi làm công ăn lương sáng, cứ đến làm đúng giờ, làm thật tốt cái công chuyện, đến cuối tháng thì người chủ sẽ trả tiền cho mình, thì nó sẽ dễ thở hơn. Với bác sĩ như vậy là dễ thở hơn. Cho nên chưa chắc làm riêng, chưa chắc mở clinic đã là sướng hơn so với khi mình đi làm, nhưng mà mình được cái chinh phục ngay bản thân mình. Ba đó, bác sĩ cũng sẽ trưởng thành hơn. Bởi vì dù sao mình cũng là một con người, cái áo đó nó chỉ là cái áo thôi, mình khoác vô thì các bạn gọi là bác sĩ thôi, nhưng khi bỏ cái áo ra cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có những cái điều không có vui, có những điều không có đẹp. Và mình tự gọi mình trong cái cương vị không chỉ là bác sĩ nữa mà là một cái người điều hành đó, nó sẽ trưởng thành hơn. Giả sử như á, nếu như chỉ là một bác sĩ đơn thuần, mình có quyền phán quyết cái chuyện đó, nói chuyện theo một cách hơi thẳng một chút. Giả sử như á, là mình làm cho một cái cơ sở trị liệu hoặc mình làm cho một cái bệnh viện, bệnh nhân đến đó, thì mình có quyền mình từ chối một cách thẳng thừng. Nhưng mà đối với khi mình làm riêng, mình sẽ không có tư vấn người ta như vậy nữa, mình sẽ nói một cách dễ nghe hơn, mình từ chối một câu ngọt ngào hơn. Đó cũng là một cái cách mà mình tập cách thay đổi và nói chuyện. Và giống như các bạn đang thấy đó, nếu như mà mình làm cho bệnh viện thì chưa chắc mình đã đứng trước ống kính để nói chuyện với các bạn nữa, và mình cũng không có nhiều thời gian để mình viết lách như mình đang làm ở trên trang cá nhân của mình để chia sẻ những cái cuộc sống của mình nữa. Khi mà đến tháng đó các bạn, mình sẽ trả lương cho rất là nhiều người, nhiều bạn kỹ thuật viên, nhiều đội ngũ, thì cái vai mình nặng hơn, nhưng bên cạnh đó mình cũng sẽ khỏe hơn. Bởi vì hàng tháng mình đã được tập gym, cái tập gym của bác sĩ ở đấy có nghĩa là cái sức mạnh nội tại của mình đã lớn, để mình gặt hái, để mình trưởng thành, để mình có thể gánh vác được những cái điều đó. Thì những điều trên bác sĩ nghĩ là nó xứng đáng.